Xin chào anh em, lại là mình đây. Thì trong cái video lần này đó thì mình sẽ nói về một cái chủ đề mà mình nghĩ rằng là không chỉ riêng mình và anh em đang ngồi xem video đâu, mà cộng đồng crypto trên toàn thế giới họ đang rất là đặt cái trọng tâm của mình vào cái chủ đề ngày hôm nay. Là một cái chủ đề mà nó sôi nổi đến mức mà nó khiến cho cái thế giới crypto của chúng ta chia ra làm hai ranh giới anh em. Đó, vậy thì trước khi chúng ta hãy tiến đến cái chủ đề này, mình cũng xin cảm ơn anh em đã cùng đồng hành cùng Coi 68 nói chung và Coi 68 TV nói riêng. Và nếu anh em thích cái video này thì anh em có thể cho bọn mình một like, một subscribe. Thì đây cũng là một cái động lực rất là lớn để tụi mình có thể tiếp tục ra những cái video chất lượng khác vừa kịp thời nhất để hỗ trợ anh em trong thị trường này. Và bên cạnh đó thì mình cũng xin gửi một lời cảm ơn đến AsianX đã tài trợ cho mình làm hoàn chỉnh cái video này về những cái thiết bị, về điều kiện quay và tất cả mọi thứ để cho mang đến cho anh em một cái sản phẩm nó hoàn thiện nhất. Vậy thì về AsianX là gì thì anh em cũng biết là AsianX là một nhà phát triển cơ sở hạ tầng của GameFi với hai mục tiêu là phát triển phần mềm và cộng đồng. Thì với những cái sản phẩm như là Game Identity hoặc là Launchpad để hỗ trợ những cái dự án xây dựng GameFi và Metaverse trên đây để tạo một cái bệ phóng giúp họ phát triển xa hơn trong tương lai. Và đồng thời AsianX cũng là một cái gaming guild, một cái blockchain gaming guild lớn nhất tại Việt Nam, và có rất nhiều sản phẩm sẽ được ra mắt trong tương lai. Và nếu anh em nào mà có nhà hứng là muốn vào phát triển qua những cái chương trình như là cấp học bổng nè, rồi phát triển phần mềm hoặc là những cái tính năng khác, tất cả nằm ở trong cái vũ trụ GameFi, thì anh em hãy đến với AsianX nhé. Rồi, vậy thì ngay tại bây giờ mình sẽ tiến vào cái chủ đề ngày hôm nay thôi để cho anh em đỡ mất thời gian ha. Vậy thì chúng ta hãy biết được rằng là cái chủ đề mình muốn nói ngày hôm nay đó chính là về cái The Merge của Ethereum. Vậy thì khi mà The Merge của chúng ta sắp tới gần rồi, đúng không? Là một cái công cuộc chuyển đổi của Ethereum đi từ cái cơ chế đồng thuận Proof of Work sang Proof of Stake, một cái điều mà mình nghĩ rằng là bây giờ là một cái lực kéo chủ đạo của thị trường chúng ta nói chung và ngay cả cái giao thức Ethereum nói riêng nữa. Vậy thì ngay khi The Merge tới gần rồi, nhưng mà như mình đã đề cập trong những video trước cho anh em, vậy thì nếu mà Ethereum chuyển sang Proof of Stake thì những cái máy đào cũ đó anh em, những cái máy đào cũ theo cái cơ chế Proof of Work thì những cái máy đào đó nó sẽ đi về đâu? Thì trước đây có khoảng một tuần thì những thợ đào thì họ đã dần dần dịch chuyển cái việc đó sang là Ethereum Classic. Nhưng mà kể từ cuối tuần qua tính cho đến thời điểm hiện tại thì đã có nhiều cái tranh cãi nảy lửa hơn, đi xa hơn cái vấn đề mà nếu mà chuyển qua Ethereum Classic là đồng ATC đó thì mọi chuyện dường như là nó quá là đơn giản rồi. Nhưng mà bây giờ mọi thứ nó trở nên phức tạp hơn nữa anh em. Là cụ thể là sao? Thì anh em có biết được rằng là mọi thứ nó phức tạp hơn là bởi vì cái quỹ xuất hiện những cái thuyết âm mưu đến từ một cái quỹ, ở đây là một cái quỹ Galleus Capital ha, một cái quỹ đã nổi lên rất là đình đám từ cái vụ sụp đổ của Luna và Terra đó, kiếm được rất nhiều tiền từ cái vụ đó. Thì cái quỹ này đó họ đã đưa ra những cái giả thuyết là nếu mà trong quá khứ chúng ta có những cái đợt hard fork Bitcoin vào năm 2017, khi mà chúng ta có những Bitcoin Cash, sau đó là chúng ta có những cái phiên bản Bitcoin khác như là Bitcoin Gold, Bitcoin SV, Bitcoin Gold, Bitcoin Red, Bitcoin Silver, có rất nhiều cái phiên bản Bitcoin được fork ra từ đó, đúng không? Vậy thì đối với Ethereum tại sao chúng ta lại không có cái đó? Vậy thì tại sao có vấn đề fork này? Thì anh em biết được rằng á, là khi mà Ethereum fork ra Ethereum phiên bản Proof of Work chạy song song với Ethereum Proof of Stake thì á, các thợ đào nó sẽ giữ cho các thợ đào là cái dàn máy cũ của họ vẫn được hoạt động tốt chứ không hoàn toàn bị bỏ thành phế liệu nếu mà Ethereum chuyển hoàn toàn sang Proof of Stake mà không để lại bất kỳ một cái gì cả. Tại vì á, nếu mà so sánh giữa việc đào ETC và so sánh giữa việc đào ETH thì dĩ nhiên chúng ta phải rõ ràng với nhau một cái câu chuyện rằng là đào ETH vẫn mang lại lợi nhiều hơn, đúng không anh em? Tại vì nếu mà anh em là holder đi, anh em hold đồng ETC và anh em hold đồng ETH thì dĩ nhiên là người ta vẫn tin tưởng vào cái giá trị của ETH nhiều hơn. Và cái việc mà đào ETH như vậy nó đã đem lại cho họ một cái lợi nhuận nhất định, một cái lợi nhuận lớn ngay tại thời điểm này. Và họ không dễ dàng gì họ bỏ qua cái miếng bánh đó. Và đồng thời cái việc fork này như mình đã đề cập, nó đã xảy ra với Bitcoin rồi. Và cái việc fork này nó sẽ khiến cho nhiều cái dự án, nhiều cái ông lớn vẫn thực hiện được nhiều cái mục đích của họ dựa trên cái đồng coin đó. Còn cái việc mà nếu bây giờ chuyển sang hoàn toàn sang Proof of Stake thì dĩ nhiên là những cái thợ đào cũ của Ethereum đó, cái dàn máy đó họ chuyển sang ETC, một phần cái lợi nhuận của họ sẽ giảm đi. Hoặc là ok, đồng ý cắt lỗ hoặc là bán phế liệu gì đó thì dường như nó đã vẽ ra một cái bức tranh đường cùng đối với các thợ đào rồi. Vậy thì cái thuyết âm mưu này đã được Galleus
Capital đưa ra, và họ đã đăng trên chính cái trang Twitter của họ bằng những cái câu hỏi sau. Một, những cái thuyết âm mưu nó bắt buộc cộng đồng phải suy nghĩ lại về các câu chuyện rằng là liệu Ethereum có nên fork ra Ethereum phiên bản Proof of Work và Ethereum phiên bản Proof of Stake hay không. Thì những cái câu hỏi đó anh em có thể thấy được trên màn hình của mình đây, như là nếu mà The Merge diễn ra suôn sẻ đi và ETH tiến lên Proof of Stake, thì chúng ta sẽ có thể nào mà chúng ta tách ra thành hai chuỗi tồn tại và hoạt động song song hay không? Đó chính là Ethereum 1 mà ở đây mình gán ghép là dùng Proof of Work, và Ethereum 2 dùng Proof of Stake. Đó, và sau đó nè, cái câu chuyện mà Gaelic Capital đưa ra nó cũng giống như cái việc mà mình vừa chia sẻ với anh em á, và thợ đào sẽ đào, sẽ bắt đầu đào đồng tiền nào sau The Merge, liệu sẽ là ETC, họ có chấp nhận chuyển hẳn của ETC hay là họ đang tin vào cái việc Ethereum sẽ tách chain thành ETH 1 để họ tiếp tục đào ETH hay không. Đó, và cái việc tiếp theo nữa đó chính là liệu Tether có ủng hộ ETH 1 hay ETH 2. Thì tại vì anh em có thể hiểu được một cái câu chuyện là stablecoin là một cái nguồn thanh khoản rất là lớn, và nếu một cái đồng coin đó không được thanh khoản bằng stablecoin thì dĩ nhiên là nó không còn cái gì để sử dụng rồi, đúng không? Tại vì cái mục đích chung của chúng ta là chúng ta phải cần cái đồng coin đó, cái token đó để mà chúng ta quy ra stablecoin, mà chúng ta quy ra cái tiền fiat để mà chúng ta bán đi hoặc là chúng ta mua vào. Đó, và cái câu hỏi thứ tư đó chính là các sàn giao dịch sẽ giải quyết cái câu chuyện này như thế nào. Đó, và thứ năm là cái sản phẩm staking Ethereum 2.0 của Lido sẽ ra sao, và trong trường hợp cả ETH 1 và ETH 2 cùng đồng hành song song thì giá trị của hai cái đồng này nó sẽ ra sao, đó, nó có tương ứng với nhau hay không. Đó, thì đó là những cái thuyết mà Gaelic Capital họ đưa ra. Và dĩ nhiên rồi anh em, khi mà tự nhiên đâu đâu có một cái ông quỷ lớn ông vào ông nói về cái việc mà The Merge nó như vậy như kia, và việc thuyết âm mưu đằng sau ETH tách ra hai chain hoạt động giữa hai cái cơ chế đồng thuận khác nhau, thì dĩ nhiên cái ý kiến cộng đồng họ đã sôi sục lên rồi. Đó, nhưng mà cái phần lớn cộng đồng đó anh em hiểu rõ rằng là họ đều không có ủng hộ cái thuyết rằng là Ethereum sẽ tách chain ra thành Ethereum Proof of Work và Ethereum Proof of Stake, và họ chỉ mong đợi một cái câu chuyện rằng là Ethereum sẽ được chuyển sang Proof of Stake hoàn toàn và sẽ không có một cái diễn biến khác là sẽ tồn tại Ethereum Proof of Work. Nhưng mà chúng ta hãy từ từ với nhau đi. Thì anh em biết á, là sàn Poloniex của Justin Sun đó, thì về cái nhân vật này và về cái sàn này thì nó cũng đã có quá nhiều drama trong quá khứ rồi. Và cái việc mà Justin Sun sẽ bắt đầu một cái gì đó mà đi ngược lại với cái kỳ vọng của anh em thì anh em cũng đừng quá bất ngờ. Giống như anh em thấy, việc Justin Sun đã khẳng khái bơm mấy tỷ đô vào cái đồng stablecoin USDD của Tron chẳng hạn. Đó, thì vào cái sự việc này cũng vậy. Thì Justin Sun và Poloniex đã bắt đầu mở hai cái cặp giao dịch Ethereum Proof of Work và Ethereum Proof of Stake cho anh em. Và cái việc mở này là gì? Cái việc mở này á, nó đánh giá một cái suy nghĩ của Justin Sun và cái suy nghĩ của sàn Poloniex rằng là cái việc mà Ethereum tách chain đó là khả năng có thể xảy ra, nên họ mới list cho giao dịch. Và cái việc này á là anh em có thể giao dịch cả Ethereum phiên bản Proof of Stake và Ethereum phiên bản Proof of Work qua hai cái token, đó chính là token ETH W và ETHS. Thì cả hai cái đồng này đó, cái tỷ giá mà ngay khi cái thời điểm này được mình làm video thì nó vẫn chưa có phải là một đâu anh em, tức là hai cái đồng này nó pét với nhau á, đó, nó vẫn chênh lệch khoảng 0,90 mấy. Thì cái việc này á, nó cho chúng ta thấy rằng là người dùng họ vẫn đang tin vào cái việc Ethereum Proof of Work sẽ không bao giờ được sinh ra. Đó, nhưng mà đây là cái việc mà Justin Sun và Poloniex họ đã ủng hộ cho cái việc mà Ethereum tách chain khi họ list lên để họ cho giao dịch, chứ không phải là cái trường hợp mà họ list lên cho giao dịch không. Đó, mà anh em hãy hiểu được rằng đây là câu chuyện Poloniex, Justin Sun đang ủng hộ việc ETH tách ra làm hai phiên bản khác nhau ha. Rồi, và tiếp theo nữa thì chúng ta cũng đã có cái lời lên tiếng của Vitalik Buterin, chính là nhà sáng lập của Ethereum. Thì ông nói là những người mà đề xuất hard fork ra Ethereum Proof of Work thì chỉ là những người mà họ ăn sổ thì những người mà họ mì ăn liền mà thôi, và họ đang muốn trục lợi từ cái việc đó. Và trục lợi từ cái việc đó thì nó lại đúng với cái việc mình đề cập ở đầu video cho anh em, tức là họ không có muốn cái dàn máy đào của họ phải chuyển qua ETC với một cái lợi nhuận thấp chẳng hạn. Họ không có muốn mất đi một cái miếng bánh quá là ngon ăn này. Tại vì ETH là bây giờ là có một cái giá trị thật sự, và ETH là bây giờ anh em thấy rằng là chỉ là một cái đồng coin đứng sau Bitcoin mà thôi. Và có hàng loạt cái DApp, có hàng loạt tất cả những cái ứng dụng được xây dựng trên Ethereum. Nên vì thế cái việc mà bây giờ họ bỏ lỡ cái miếng bánh của mình, mà không phải là những nhà đầu tư cá nhân nữa, có những thợ đào rất là lớn từ Trung Quốc, những cái bull cực kỳ mạnh, những cái bull cực kỳ mà họ đầu tư cả hàng tỷ đô la để mà họ đào Ethereum, thì bây giờ họ không có thể cầm một cái đống đó để mà họ
quăng qua phế liệu hoặc qua sọt rác mà họ chuyển sang họ đào Ethereum Classic được đó. Nên vì vậy thì Vitalik ở đây thì ông muốn nói cái vấn đề đó, ông nói là những cái người đó đó mà họ ủng hộ cái làn sóng mà tách chain ra thì họ chỉ là những kẻ ăn sổ thì mà thôi. Tại vì á, như anh em cũng thấy được rằng là trong cái roadmap mà Vitalik vừa đề cập vào đầu tháng trước chẳng hạn, thì anh có nói rằng là trong những sau the merge thì sẽ có bốn cái phase khác, tức là sẽ có bốn cái giai đoạn phát triển trong roadmap khác của Ethereum. Và anh là một người theo một cái chủ nghĩa rằng là chúng ta phải chịu những cái nỗi đau trước khi chúng ta tiến đến một cái tương lai nó dài hạn, nó sáng sủa hơn. Thì đây cũng đã phản ánh đúng được cái triết lý mà Vitalik đã xây dựng Ethereum ngay từ lúc đầu rồi. Anh luôn hướng tới một cái con đường dài hạn hơn, chứ không phải vì những cái lợi ích nhất thời, không phải vì những cái lợi ích ngắn hạn mà chúng ta đánh mất đi cái tương lai mà Ethereum được sinh ra để khiến cho mọi thứ, khiến cho cái nền kinh tế tài chính này trở nên phi tập trung hơn. Đó, và đó là cái lời mà Vitalik đã phản đối một cách chính thức đối với Justin Sun và đối với Poloniex luôn. Và ngay khi chỉ ngày hôm qua mà thôi anh em, đó chỉ ngày hôm qua mà thôi thì chúng ta cũng đã có một ông lớn tiếp theo, đó chính là về Chainlink. Đó thì anh em biết á, thì Chainlink là một gã khổng lồ Oracle độc tôn ở cái thị trường này. Và Chainlink đã nói không trong việc hỗ trợ phiên bản Ethereum Proof of Work nếu trường hợp đó có xảy ra. Thì ở đây nó đánh giá một cái điều gì? Ở đây nó đánh giá là một cái điều rằng là cái cơ hội cho Ethereum tách ra làm hai chain là Ethereum Proof of Work và Ethereum Proof of Stake là không cao. Tại vì nếu mà có tách chain đi chăng nữa thì cái phiên bản Ethereum Proof of Work cũng không được Chainlink hậu thuẫn, mà Chainlink lại làm về Oracle, nên cái việc mà cập nhật Oracle tỷ giá private ở trên các sàn DEX, ở trên các sàn SEC sẽ không được Chainlink hỗ trợ cho cái đồng Ethereum Proof of Work này. Và nếu mà có tách chain ra thì không được Oracle hỗ trợ thì sao? Thì nó sẽ không có được, đúng không? Nên là chỉ có một trường hợp khác, đó chính là Ethereum Proof of Work nếu mà được sinh ra sẽ có thể đi dùng những cái giao thức Oracle khác như của UMA, như của Ben Protocol hay là của Talor đó. Nhưng mà mình nghĩ rằng cơ hội này là không cao, tại vì Chainlink là đã là chiếm một cái miếng bánh thị phần quá là lớn trong mảng Oracle rồi. Bất kỳ sàn DEX nào như là Uniswap, như là SushiSwap, PancakeSwap, hoặc bất kỳ những sàn SEC nào như là Binance nè, FTX hay là những cái sàn lớn bây giờ họ đều dùng Chainlink cả. Nên việc mà Chainlink không hỗ trợ cho phiên bản Proof of Work, vậy thì anh sinh ra để làm gì nữa, đúng không? Và ngay khi Chainlink đã nói câu không hỗ trợ thì cả AV và nhiều cái giao thức DeFi khác lớn trong thị trường cũng đã tuyên bố rằng là sẽ có khả năng cao là sẽ không có ủng hộ cái phiên bản Ethereum Proof of Work này sau the merge. Thì AV hay là những cái như là Maker hay là Agent thì anh em biết rằng đây là một trong những cái dự án khá là lớn và có tiếng nói nhất định trong thị trường DeFi đó. Và sau đó nữa thì chúng ta cũng đã có một cái lời tuyên bố khá là chắc chắn đến từ Circle USDC, đó là một cái stablecoin lớn thứ hai thị trường đó. Và anh em thấy rằng là trong sáng hôm nay nữa chúng ta cũng đã có Tether cũng đã lên tiếng ủng hộ cho Ethereum Proof of Stake rồi. Vậy thì ở đây mình có một cái bảng để mà cho anh em thấy rằng là bây giờ giữa cái việc tách chain ra thì chúng ta đang có bên nào ủng hộ và chúng ta đang có bên nào không ủng hộ. Thì theo cá nhân mình thì khi mà bên đội ngũ của mình làm ra cái biểu đồ này thì anh có thể thấy rằng là ở phía bên ủng hộ cho cái việc mà tách ra, tức là ủng hộ cho Ethereum Proof of Work đó, thì chúng ta có ai? Chúng ta có Justin Sun, chúng ta có cái Gaelic Capital mình vừa chia sẻ, chúng ta có sàn Poloniex, trong sáng hôm nay chúng ta cũng có sàn Bittrex cũng vừa list ra cái hợp đồng tương lai giữa y chang như Poloniex vậy, để mà ủng hộ cái việc mà tách ra thành Ethereum Proof of Work. Chúng ta có Huobi và MEXC thì cũng đang cân nhắc nước đi tương tự như Poloniex. Đó thì ở phía bên ủng hộ này thì mình đánh giá không cao. Và ở phía bên không ủng hộ này thì chúng ta có Vitalik Buterin chắc chắn rồi. Chúng ta có gã khổng lồ Chainlink đầu ngành Oracle. Chúng ta có nền tảng lending hàng đầu DeFi, đó chính là AV. Chúng ta có USDC. Và trong sáng hôm nay nữa mà mình chưa kịp cập nhật ở đây, đó chính là chúng ta có thêm Tether nữa. Tức là hai ông lớn nhất stablecoin đã lên tiếng ủng hộ Proof of Stake rồi và bỏ qua một bên Proof of Work. Vậy thì anh em nghĩ nếu Proof of Work được sinh ra đi chăng nữa mà không có stablecoin USDT, USDC hỗ trợ thì có gì? Chẳng lẽ dùng mấy cái stablecoin mà không tin tuổi khác hoặc là mấy cái stablecoin mà thuộc tán khác hả? Không thể nào anh em. Đó, vậy thì cái khả năng cao mà mình tóm lại trong cái video này là mặc dù chúng ta đã có những cái điểm sôi sục trong tuần qua, nhưng mà đến thời điểm hiện tại khi mà các ông lớn bắt đầu lên tiếng rồi và trong tương lai nữa, tầm khoảng 2-3 ngày nữa hoặc tầm khoảng 1 tuần nữa, chúng ta sẽ có những cái người khác lên tiếng. Đó là cái câu chuyện mà chúng ta chắc chắn sẽ gặp. Đó, vậy thì cái việc mà
Ethereum tiến tới Proof of Work thì mình nghĩ rằng nó vẫn sẽ diễn ra suôn sẻ mà thôi, khi mà trong một ngày tới đây thì cũng sẽ triển khai trên testnet của Goli, một cái testnet cuối cùng của Ethereum. Nếu mà mọi việc diễn ra suôn sẻ thì chúng ta sẽ có tầm khoảng là giữa tháng 9 Ethereum sẽ chuyển lên Proof of Stake đó, để mở ra một cái kỷ nguyên mới cho thị trường của chúng ta nữa đó. Và cái việc mà tách chain Proof of Work tương tự như những cái việc mà fork Bitcoin từ hồi năm 2017-2018 thì mình nghĩ rằng đến bây giờ khi mà đã có những cái trường hợp ủng hộ như vậy rồi, những cái ông lớn như vậy rồi, thì mình nghĩ rằng cái trường hợp này xảy ra không cao ha. Và nếu mà có những cái drama xung quanh cái vấn đề này thì nó chỉ dừng lại ở cái việc là drama mà thôi. Nhưng mà cũng một điểm mình cũng muốn nhắc anh em rằng là không phải Ethereum, nếu mà mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch đó, không phải Ethereum the merge xong cái là sẽ chuyển qua Proof of Stake rồi sẽ ngưng đào liền anh em, không phải nha. Mà sau the merge chúng ta sẽ cũng phải có việc kích hoạt bom độ khó, và chúng ta cũng sẽ phải có những cái đợt chuyển dịch dần dần nữa để giảm cái hash rate từ từ xuống, để mà cho các thợ đào đang dùng máy đào đó họ dần họ dịch chuyển qua và họ làm quen với cái vấn đề là không đào bằng máy nữa mà sẽ stake vào Ethereum để mà trở thành những cái nhà validator đó, chứ không phải là đùng một cái tắt hết ha anh em. Thì cái lý do thì mình cũng đã giải thích trong cái video mà mình nêu chi tiết về Ethereum rồi, tức là cái mạng lưới đồng thuận của Ethereum nó quá là lớn và cái hệ thống đào từ trước đến nay nó cũng quá là lớn rồi, và đã có rất nhiều DApp xây dựng trên đó. Một cái hệ sinh thái khổng lồ như vậy thì không thể nào một phát một ấn một cái nút nguồn the merge là xong tất cả được, tất cả phải được chuyển dịch từ từ đó. Rồi, và đó là tất cả những gì mà mình muốn gói gọn trong cái video này để cho anh em biết được rằng là tại sao cái câu chuyện Ethereum Proof of Work và Ethereum Proof of Stake đang cực kỳ nảy lửa vào tại thời điểm hiện tại, nhưng mà bây giờ dường như là theo cái này là theo quan điểm cá nhân của mình thôi, là bây giờ đã có câu trả lời rồi, là theo quan điểm cá nhân của mình sẽ không có một cái phiên bản fork nào, sẽ không có một cái sự kiện tách chain nào ra Ethereum Proof of Work cả. Rồi, một lần nữa mình xin cảm ơn anh em đã theo dõi cùng mình ở trong video lần này, và hẹn gặp anh em ở tuần sau nha. Bye bye.